Rồi, xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục video hôm nay là mình muốn dẫn các bạn đi tham quan một vườn mai lớn ở thị xã An Nhơn, Bình Định. Vườn này nằm tại trung tâm của làng mai Hiệp Đức luôn nha các bạn. Đây là vườn mai của bác Tâm Sâm. Tâm Sâm, tí mình để số điện thoại và cái thông tin để các bạn liên hệ nha. Vườn mai có những cây mai rất là đẹp. Mai bác Tám mới tưới nước, toàn những là cây mai thành phẩm thôi các bạn ạ. Mấy cây mai này mình chưa biết giá cả nha, có gì tí mình để số điện thoại anh em liên hệ nha, liên hệ bác để mà mua giao lưu chơi. Kỹ thuật chăm mai của bác rất là hay nha các bạn, chăm mai lá rất tốt, xanh mơn mởn luôn. Mắt tám là toàn là vào chậu chậu cố gia cố thôi nha các bạn, toàn chậu mắc tiền không, men men hải dương được không? Đây là hàng, đây là hàng tầm trung. Những cây này là được ghép với giống rồng bay nha các bạn. Rồng bay thì lá nó xanh xanh này, nhìn nhìn là biết lá rồng bay luôn. Rồng bay hoa rất là đẹp nha. Phải nói kỹ thuật chăm cây của bác Tám rất là hay, rất cây không sâu bệnh, rất khỏe. Đây là hàng mai tầm tầm trung các bạn, tầm trung mà lớn á, cây này phải hai người bê các bạn, cao to. Giống này cũng giống rồng bay luôn này. Bây giờ vườn hơi chật nên mình cái khoảng không gian để mình quay rất là hạn hẹp. Các bạn chịu khó tham quan. Hôm nào Tết thì hứa hẹn là mình sẽ ra một cái clip mới để quay toàn bộ cái cây này lúc mà xuống lá. Nhìn cái dàn đường đi của thân cành rất là đẹp, rất là nghệ thuật các bạn. Vườn mai này là toàn là bonsai thôi. Bác Tám là chuyên là làm cây bonsai, bên dòng mai bonsai. Chứ ít có cái mai giáng long. Chậu bác Tám là sưu tầm toàn chậu xịn không các bạn. Chậu xịn, đông xịn nha. Vườn rất đẹp. Toàn bộ không gian khu vườn đây các bạn rất rộng á, cả mấy ngàn cây á. Vườn mai của bác Tám Sâm nha. Bác Tám từ trước đây là công an vừa hưu á các bạn, giờ sưu tập sở hữu được vườn mai như thế này là rất là giá trị nha. Đây mình đã tìm thấy một cái cây nó nở ra bông bông rồng bay đây các bạn ạ. Bông này cũng bị nở lâu rồi, nó bắt đầu tàn rồi.
Đây, dòng này là dòng tầm cho đại gia sưu tầm này các bạn. Toàn là chậu tứ linh thôi nha. Chậu này là hôm 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 Tết mình có quay á, hai cái chậu hình thú các hai chậu hình thú góc khung á, mình có báo giá và quay lại rồi. Được ghép giống rồng bay. Đây là cây thứ hai nè. Cái tàn bì rất đẹp nha các bạn. Đây, mình quay lại bộ đế cho các bạn xem. Quá là khủng khiếp luôn. Đấy. Đây, coi cái găng tay này các bạn. Các bạn cứ xe găng tay ra này, các bạn định định hình được cái cây bên ngoài nó to lớn như thế nào thôi. Đây là cây thứ nhất đây. Cây này cái giá 65 triệu này. Còn cây này là 45 triệu hôm Tết mình quay. Cây này hình thú kỳ lân. Đó. Thấy là to lắm. Tết nó mình quay là nó sẽ lộ được cái đường thân, đường gốc của cây đẹp. Rất là giá trị nha. Đây đây, mình đã tìm ra thông tin số điện thoại của bác 800 giới thiệu với các bạn đây. Đây các bạn, vườn mai 800 nha. Địa chỉ là Háo Đức, Nhân An, thị xã An Nhơn, Bình Định. Có số điện thoại ở bên trên đấy các bạn. Anh em nào muốn giao lưu cây thì liên hệ để mà liên hệ với chủ cây nha, với bác Tám. Mấy cây này là cho các bạn xem gốc được nè. Cây này thông cao. Toàn là hàng VIP thôi. Rêu rêu nổi lên nó có rất là nhìn rất là cổ kính nha. Vào khu vườn này là quá là may mắn với những gốc này luôn các bạn. Quá đẹp. Chụp cây này quá đẹp, hết sức đẹp luôn các bạn ạ. Cái đường rễ nó này. Rễ rễ đế bờ rồi, hết sức là cô kính này. Nhìn nó rất là duyên dáng. Cái này nhiều tiền các bạn ạ. Anh em nào thích thì tới tận vườn giao lưu thì tận mắt chứng kiến. Dạ, vườn có tám rộng rộng quá. Đấy, bên kia là bác Tám đang tưới cây nha các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Video đến đây là cũng hơi dài rồi. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rồi, xin chào.